kìa, chú Tiểu, tôi vừa nhận được thư của sư cụ nên tôi vội vã. Dạ phải, thầy tôi cho tìm thí chủ mấy ngày nay, vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng, mà miệng cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi. Dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tai, mà lòng vẫn không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để... Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn. Người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự. Trời, trời ơi, như vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, biết làm sao để gặp được nàng. Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhau. Thí chủ ơi, chớ quá đau thương, trước lúc ra đi thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi đây hãy trao áo cà sa. Người hãy khoác lên giả dạng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn đường vào chốn hầu liêu. Ân sư, một mối ưu tình đài đó một kiếp hồng nhan, tình đầu đẹp như hoa bướm, vì tôi giống phụ dở dang. Nàng như te xuống vực sâu, vì còn cha em nàng gượng sống trên đời. Ngày tháng héo khô cứ bào mòn tâm sự, đến lúc nàng không còn chịu được, mời cây nam trang tìm ám tử tu hành. Nhưng mà mũi giữa chuông mỏ không làm phai được đau thương, một mình cầm nín cứ rũ đau, càng lúc càng suy kiệt tinh thần, cho đến lúc cắt đứt dây chuông chú mới hoàn toàn không gượng. Thành ra chú ta lâm trọng bệnh, khao khát một lần gặp thí chủ để ra đi. Thôi thôi, tôi mặc vào rồi đây nè, xin chú dẫn tôi đi. Xin thí chủ đừng làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi. Vâng. Chú Điệp, chú Điệp, chú hãy cố gượng dậy, thầy tới thăm chú nè. Bạch thầy,
chú cứ nằm đó nghỉ yên đi. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu. Cảm ơn chú. Chắc tôi cũng sắp được đòi đòi yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đất bạc, chốn niết bàn thì thâm thẳm mùng xa, mà đường địa ngục thì thênh thang rộng mở. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã đứng cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy mang điều giọng ngữ. Con không phải là vũ khắc điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị. Tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa. Ngờ đây chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này, nên tai con nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ là của người xưa vừa kịp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa chôn vùi kỷ niệm, nhưng
trời đất như cũng vô tình khơi lại niềm đau. Ngoài kia trời bắt đầu lất phất hạt mưa, cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu. Bàn ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Bàn rơi như con thuyền nhỏ trôi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, về khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quanh quẻ vì người con và hàng đẹp gian sông êm liềm soi đáy nước. Chiếc cầu tre gậy nhịp đứng trên vên, con đường đất đỏ quanh con, những buổi chiều vàng vắng bóng người con gái quay hàng trên đường về khi tan trời. Thầy là bậc chân tu mà khi thấy trời sớm sáng thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm. Huống chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nở thế gian. Câu kệ lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông tìm gợi buồn gợi nhớ. Xa bướm cành lan vùi chôn nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng trở về nguyên vẹn. Đẹp ơi, em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt với thời gian. Bạch thầy, sức con đã tàn, hơi con đã mỏi, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu như người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại giùm, con đã đi xa với tâm lòng thanh. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ đón rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sẽ lung linh mờ ảo. Con nghe lạnh cả châu thân. Lan, Lan ơi, Lan,
là anh. Anh là Điệp nè. Lan ơi, Lan kìa, Lan tiên quỷ vô thường lại bản lòng. Trước giây phút biệt ly nghe mơ hồ ai mới gọi, như người xưa mới tìm về. Lan, Lan ơi, anh là Điệp đây. Em hãy gương dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiến đưa Lan vào thế giới muôn đời. Trời, anh đi Lan, Lan ơi, tội tình chi em đài đó cuộc đời. Chốn tuổi xuân trong nâu sòng khổ hạnh, trong khi lòng còn nắng nở nhớ thương. Nếu chốn thiền môn em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt? Nếu sư cũ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau. Anh Điệp, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dung đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh hiện. Bao lần anh lặn lội đến tìm em, em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt. Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đây mà. Em đâu có đâu. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu. Nên em cứ mãi giữ nỗi sầu ôm chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho lang tàn lang heo. Trời ơi, bài chi cảnh la lai cay nghiệt cho người đó đài cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gắng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. Anh Điệp, Lan, em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi. Em vui lắm rồi. Em không có chết đâu. Em đâu có chết được, phải không anh? Phải rồi, em sẽ sống với anh. Anh đưa em về. Em về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, với hàng đẹp trổ bông soi hồng mặt nước.
em thấy rõ ràng gốc me tây trước nhà viết. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh Đẹp. Anh đây. Sao anh đi về người ta? Sao anh bỏ em đứng đó? Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà. Anh về với em hả? Anh về với em. Anh đâu có bỏ em mà đi nữa phải không? Vậy là em nghi quan cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha. Không, không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em. Anh Đẹp à, anh đứng đâu? Anh đứng đây nè. Để em, em bạch với thầy rồi mình về nha anh. À, Lan. Sao em? Lan. Anh Đẹp.